một đồng tiền vàng nè. Trời ơi, xin bay cho mấy. Thôi hết đồng tiền vàng rồi, cầm lên lại nào, mình phải đi thôi. Mình đi phải đi ra ngoài, mình kiếm chỗ giấu thật kỹ nè. Nếu không mất cái này là không được đâu. Đồng tiền vàng rất đó với mình rất là quan trọng. Ôi, cái gì vậy? Giống một cơn gió thoáng qua quá vậy. Trời ơi, xẹt một cái hết hồn luôn. Ôi, đồng tiền vàng của mình đâu? Đồng tiền vàng mất tiêu rồi. Oh my god, đồng tiền vàng đâu rồi? Không lẽ cơn gió đó lại cướp được cái đồng tiền vàng của mình? Không chịu. Video này đã hết rồi.